Hello anh em nhá, hello mọi người nhá. Chúc toàn thể anh chị em mình buổi tối tốt lành nhá, gặp nhiều may mắn cuộc sống nhá. Hôm nay được hôm đi dạo phố một tí anh em ạ. Này đi dạo phố một tí đây. Đấy. Rồi. Lâu lắm mới được đi dạo phố anh em ạ. Công nhận là mùa đông ở Hà Nội lạnh ghê. Mùa đông quá lạnh luôn anh em nhá. Này mùa đông lạnh lắm, mùa đông lạnh. Có anh em nào Hà Nội giao lưu tí rau tí bún nhỉ? Em ơi anh muốn mời tôi đến. Anh em mà ai chưa mua máy cạo râu thì mua máy cạo râu ủng hộ em nhá. Bên em đang bán máy cạo râu 3 chức năng nhá. Vừa cạo râu, vừa tỉa lông mũi, vừa chấn tóc mai, tóc gáy nhá. Đi nhanh không đèn đỏ nhá. Anh em ủng hộ em nhá. Chào Tuấn, ok. Anh em mua máy cạo râu thì ủng hộ em nhá. Máy bên em đang bán là 3 chức năng nhá. Vừa cạo râu, vừa tỉa lông mũi, vừa chấn tóc mai, tóc gáy nhá. Anh em mua về thì anh em mà hỗ trợ em ra nhá. Hôm nay mùa đông nên hơi lạnh anh em ạ. Mùa đông này có khả năng là mùa đông không lạnh rồi. Đi dạo một tí. Lâu lắm rồi chưa đi dạo Hà Nội ấy. Ok, chào 500 anh em nhá. Tuyệt vời quá anh ạ. Ok, chào anh trai. Ok. Anh em nào ai chưa mua máy cạo râu thì mua ủng hộ em nhá. Ai chưa mua thì mua ủng hộ em một đơn nhá. Bạn Giang Bình An mua mùa đông nhưng mà chưa lạnh. Anh trai ạ, mùa đông vẫn lạnh anh ạ. Mùa đông lạnh lắm anh ạ. Mùa đông này mùa đông không lạnh. Hàng dùng rất ok, hàng em ok mà anh ạ. Tất cả anh em mua hàng bên em này là ok và uy tín mà. Tại vì em bán hàng bên em là máy cạo râu 3 chức năng nhá. Máy là vừa cạo râu được, vừa tỉa lông mũi, vừa chấn tóc mai, tóc gáy được này. Và con hàng này bên em đang bán với giá rất rẻ nhá. Giá chỉ có 200k thôi, bao ship toàn quốc cho anh em nhá. Và hàng bên em bán cho anh em nhá thì anh em lỗi một đổi một trong vòng 1 tháng và bảo hành cho anh em 1 năm nhá. Uy tín và chất lượng là lên hàng đầu luôn. Anh em mua ở đâu thì không cần biết, đã đến với em trai Tuấn của Mã 36 thì không bao giờ làm cho anh em phải thất vọng đâu nhá. Đấy, đấy sợi các cháu, hai cháu. Công nhận là mùa này dạo phố Hà Nội đấy anh em ạ. Mùa này dạo phố Hà Nội mát ghê. Đấy 36 18 quê ta nhá. Rất chia may cho hai em. Ok. 36 ok anh ơi. Ở đâu đấy bác? À anh ơi, ở đây đang ở Hà Đông anh ơi. Ok anh em nhá. Hôm nay lại thức đêm một bữa đi dạo anh em ạ, đi dạo đêm bữa. Anh đang ở Hà Nội. Anh em nào ở Hà Nội thì thả tim thả like nào. Anh em nào vào xem like thả tim thả like chia sẻ nhá. Ai chưa mua hàng thì mua hàng ủng hộ em nhá. Ai chưa chia sẻ của em nhá. Đấy. Con hàng bên em đang bán máy cạo râu đấy, 3 chức năng đấy. Con máy này bên em đang bán là vừa cạo râu được, vừa tỉa lông mũi được, vừa chấn tóc mai tóc gáy được. Và con hàng này bên em đang bán với giá 200k thôi, bao ship toàn quốc cho anh em rồi. Và anh em mua về được test thử, được dùng thử cho em trong vòng 1 tháng nhá. Lỗi một đổi một trong vòng 1 tháng, bảo hành cho anh em 1 năm, uy tín chưa? Thức muộn vài vâng anh ạ, chuẩn bị đi ăn đêm. Vâng anh ơi, em hỏi tí xe biển là thế à? Em không biết này anh ơi, cái vấn đề em không biết đâu. Em đấy thôi. Em chuyện đi. Hôm nay em lâu lâu em về Hà Nội dạo phố bữa thôi anh ạ. Phố Hà Nội bữa mà. Ok anh em vào thì thả tim thả like nhá. Vào thả tim thả like chia sẻ đi nhá. Ok. Hà Nội phố lạnh quá anh em ạ. Lâu mới đi dạo bữa. Em đi sau mấy chú kia thì mấy chú làm ăn gì? Ủa đâu anh, em đi đấy mà. Em đi dạo thôi mà, có làm gì đâu anh. Em đi dạo mà, em biết đâu. Đi thế anh em cơ động làm ăn được gì? Ở đây các bác đằng trước là cơ động à? Em có biết đâu, em đang đi dạo phố thôi. Hà Nội thì về đêm thì em muốn đi đây đi đó Hà Nội dạo phố một tí. Thấy không? Đấy. Ok anh em nhá. Chào anh em, ok nhá. Đấy, còn anh em nào ai mà chưa mua máy cạo râu thì mua ủng hộ em một đơn hàng máy cạo râu nhá. Bên em đang bán máy cạo râu đấy, 3 chức năng đấy, vừa cạo râu, vừa tỉa lông mũi, vừa chấn tóc mai tóc gáy đấy. Và con hàng bên em đang bán với giá rất rẻ thôi nhá. Giá chỉ có 200k thôi, bao ship toàn quốc cho anh em. Lỗi một đổi một trong vòng 1 tháng, bảo hành cho anh em 1 năm nhá. Anh em mua thì cứ 200k cách số điện thoại là có đơn hàng gửi cho anh em nhá.
Ok anh nhá. Chào 1200 anh em xem lại nhá. Đi gần lại em ơi, ta đi gần gần lại đèn đỏ em ạ. Đấy. Anh em nào vào mua máy cạo râu thì ủng hộ em nhé. Máy cạo râu bên em đang bán thì giá cả hợp lý thôi anh em ạ. Uy tín. Hello cháu. Đi đâu đấy? Hai đứa đi đâu đấy? À, đi chơi à? Đây à. Ok. Chào thầy nha. Ok anh ơi. Ok Tuấn. À, Hà Nội mùa này lạnh anh em ạ, nói chung là đi lạnh, lạnh lẽo lắm, lạnh lẽo nói chung là rất là lạnh. Đây là đâu, chợ Văn La này. Ở đây là đâu em? Ở đây em biết ở đâu không? Không. Không hả? Ờ. Đi nhanh nhá. Quay lại đi. Quay lại. Em thấy à? Mình đi lạc đường rồi. Đi bên kia mua gì uống em ạ? Đi bên kia mua gì uống? Đi đi, vào đây. Có cái gì? Đây, vào đây coi có gì uống không nhỉ? Ok. Để ra coi mua gì uống. Mua anh chai xe 2 đi. Chai xe 2 nhá. Rồi, quay xe ra. Đấy. Có mua không? Mua cho anh chai xe 2. Uống nước hả? Uống nước hả? Để mới đi dạo Hà Nội được. Hà Nội phải đi dạo. Ok anh em nhá. Đấy còn ông nào mà chưa mua máy cạo râu thì mua ủng hộ nhá. Máy cạo râu bên em bán thì là 200k một máy nhá. Anh em mua về được test thử để được dùng thử nhá. Trong vòng 1 tháng nhá, lỗi 1 đổi 1 trong vòng 1 tháng, bảo hành cho anh em 1 năm nhá. Anh em cứ yên chờ tâm, tâm rồi yên mà sử dụng nhá. Hàng bên em là uy tín và chất lượng rồi. Hàng thì không bao giờ để cho anh em thất vọng đâu. Đấy. Nên anh em mua thì ủng hộ em nhá. Ok, bạn cho mình hỏi chị ok, Nam Tiến thì anh trai, ok anh ơi. Anh em phải mua hàng ấy, mua hàng mới có hàng ấy chứ. Đấy, ui. Xe 2 em à? Em không uống à? Đau bụng à? Ok. Nghỉ uống nước tí anh em ạ. Nghỉ uống nước tí ta lại đi chơi. Hôm nay đi du xuân Hà Nội thì lâu lắm mà Hà Nội về đêm thì mát mẻ. Mua rồi, ok anh ơi. Anh đang đi khu nào vậy? Em chả biết nữa, em đang đi lượn thôi. View ở kia kìa. Đâu? Đây, các em chị gái đẹp thế nhỉ. Đấy. Đấy. Ok anh em nhá. Hà Nội đi dạo tí Hà Nội cho nó đỡ buồn anh nhỉ. Đấy. Anh em nào vào xem like, thả tim, thả like, chia sẻ nhá. Thả tim, thả like, chia sẻ video nhá. Ai mà chưa mua hàng thì mua hàng ủng hộ em này. Ai chưa chia sẻ hộ em này. Hàng thì bên em đang bán máy cạo râu nhá, 3 chức năng nhá. Máy là vừa cạo râu được, vừa tỉa lông mũi được, vừa chấn tóc mai, tóc gáy được nhá. Và con hàng bên em đang bán với giá 200k, bao ship toàn quốc cho anh em nhá. Anh em mua rồi thì anh em được test thử, được dùng thử cho em nhá. Nếu mà cảm thấy ok, nếu mà cảm thấy uy tín thì anh em để lại dùng cho em nhá. Còn không ok, không uy tín trả hàng lại em nhá. Hàng thì 1 đổi 1 trong vòng 1 tháng, bảo hành cho anh em 1 năm, uy tín và chất lượng luôn nhá. Hello anh, hello em nhá. Chúc anh nhiều sức khỏe. Ok nhá. Vâng. Hôm nay Hà Nội phố về đêm hơi lạnh anh em ạ. Thì em trai đi du lịch tí. Đi chơi một tí, lượn phố. Không anh ơi, em đang đi lượn phố anh ạ. Đấy, phố Hà Nội. Hà Nội thì đẹp nhất, về đêm là lúc ôm em vào lòng anh em nhá. Đấy. Bao nhiêu phố phường, ôi giời, hai em bé làm sao đây. Đấy. Mùa xuân ơi, ta nghe mùa xuân lắng nghe vời vợi. Ồ. Thôi anh em ạ, thì ta đường này thì hết rồi, ta lại quay lại thôi. Quay lại đi. Quay lại đi. Ồ. Mất vui rồi, hết vui rồi. Hết vui rồi nha, Phúc La. Hết vui rồi. Ở đây. Ta lại đi lượn phố anh em nhá. À ok. Rồi đứng lại đây tí nào, đứng lại đây tí này. Còn mở chai nước á. Mất vui rồi, dừng lại.
Xong rồi. Con bật đèn lên anh ơi. Bật đèn lên. Ôi giời ơi, lại gặp cháy đèn rồi. Ai à? Ôi chết rồi. Toán là chịu chết. Ôi giời chết rồi. Em một cái nắp. Anh à? À, các anh à, các anh em cứ tưởng ai? Các em thôi anh. À, các anh này đông vui nhỉ? Ở đâu mà đông vui? À, thế à? Anh đi từ khu nào sang đây? Anh à? Anh mới ở nhà. Anh nhớ em. Sao này bán rau cà rau tốt chứ? Vâng anh à, em vẫn bán nó có hậu rau nhỉ? Anh ơi, bữa nào ủng hộ em cái nhá. Ok bác. Nhớ nhá, bữa nào ủng hộ. Em ủng hộ bác hai bộ quần áo. À thế à? Lai mà à? Ôi rồi. Và mấy khi các em nữa giấy tờ đầy đủ, gương kính đèn còi đầy đủ, nhắc nhở các em đây. Đấy, đấy. Nha. Anh ở khu nào sang đây? Anh đi Hồ Tây. Ờ, Bát Tràng kìa. Bát Tràng, ok, sức khỏe nhá. Sức khỏe. Em Vương đây. Vương à? Ơi. Sức khỏe anh nhá. Anh hôm nay lại đi xe máy á? Anh đi xe máy. Ô tô đâu anh? Vô thế này. Không, em đi xe máy chơi rồi nhá. Xong chưa cháu? Được chưa? Được rồi, vào đây các chú ghi sổ cho nhắc nhở nhá, lần sau đi gương kính đầy đủ rồi chứ. Ok, thế là các chú nhắc nhở cho nhá. Ừ, ngoan lắm. Ngoan là được rồi. Về nhớ follow TikTok Tuấn và Mã 36 nhá. Nhớ chưa? Vẫn bán mấy cỏ dâu. Con áo con bán á? Không, chỉ còn bán cỏ dâu thôi, nhớ nhá. Cho em lấy hai bộ quần áo của anh rồi, xong rồi em về cho bố em mặc. Rồi, nhắc chi, nhắc chi. Vừa jean luôn. Ở nhất trí, nhất trí, nhất trí, nhất trí. Thôi đi đi. Thôi đi, về đi, về đi. Thôi các anh làm nhá, em về đây. Thôi mà em ít tuổi anh, cứ gọi thế, ngại chết. Ờ, ừ, về đi. Ở về nhá. Ở về nhá, không vấn đề đâu, nhá. Ok. Em về đây. Ok. Về đây luôn. Thế rồi, ok anh em nhá. Sao về anh Tuấn đến đây với anh Tuấn chết rồi. Thế mà đang còn nháy nháy nhỉ? Thế à? Cô em biết à? Ok. Thế à? Thứ hai có nên vô đi vô trong đi em. Đấy có hai thằng em kia thì mũ nón gương kính đầy đủ thì kiểm tra ok thì nhắc nhở em nó cái em à. Ok thôi. Nha. Anh bảo sao thì còn kia ấy. Sao lại bảo sao? Đây, nhắc nhở em cái thôi. Ok nhá. Okay, anh đi về đây nhá. Okay, cho từ từ em. Đấy. Đi dần dần lên đi. Đấy, em về nhá. Okay, okay. Đi về nhá. Rồi từ từ đây. Rồi, từ từ. Rồi, em đấy, mũ nón gương kính đầy đủ, nhắc nhở em đấy nhá. Ok chưa? Ok. Ok. Đấy. Ok anh em, nói thầm anh Tuấn thôi à. Nói thầm gì anh, em có gì đâu. Liền, ok. Rồi, em về nhá. Sức khỏe các anh ơi. Khỏe các anh nhá, em về đây. Nhớ về follow kênh TikTok Tuấn của Mã 36 nhá. Hai thằng cu cháu. Về follow kênh TikTok Tuấn của Mã 36 nhá. Đi đi. Đấy, lần sau này. Này, nó không biết cảm ơn anh em ạ. Thôi anh em nhá, lần sau những cái trường hợp như thế thì mình chịu anh em nhá. Không thèm cảm ơn. Ai. Ok. Ok anh em nhá. Lại áo anh uống.